Ok, hello, xin chào tất cả những anh em nhá. Thì mình là, đấy, anh em thấy gì đâu? Thì mình là dấu bởi đây anh em. Thì mình mới tiễn được thằng em 2-9 thẳng danh nha anh em. Bấm auto hack cọc luôn anh em. Đấy, thì mình mới điện năm mấy chanh, mình gọi nó về để solo so tài với thằng đó nha anh em. Chắc chắn mấy chanh nó không lại luôn. Đấy, thì anh em không tin á, thì anh em xem hết video với mình nha. Thêm thử thằng mấy chanh nó bắn nó lại không anh em. Anh em xem video nhớ cho mình một like và lượt đăng ký kênh nhá. Tao về rồi đây. Đâu? Thằng nào ẩn danh? Ủa? Đâu? Hai cái chiến thằng danh nào đâu mày? Thằng đệ tao. Ủa rồi nó đâu? Nó ẩn danh, nó không có ra. Hai cái chiến bắn auto hack chồng luôn. Auto bay mũ. Trời, nó có gái lắm mày không mà bị lặt bắn auto hack chồng như mày vậy. Đại nó bắn hai rồi nó sợ thằng nào đâu. Trời, nghĩ sao mày bắn gà vậy mà tiễn được thằng đệ hai cái chiến bắn auto hack chồng luôn hả? Đúng rồi. Trời, về giờ solo luôn đúng không? Ừ. Kệ gì nè. Mày thích kệ gì cũng được. Nhớ nha, tao bắn bay có ủ hai tụi bay, tao chấp hai tụi bay luôn, một mình tao bắn hai. Thôi thôi, Lê Bình nó bắn còn lại thằng đó kìa. Tao nóng hơi mệt, ok chưa? Tao cũng nóng rồi đây. Thế vô quốc nè, nó vô. Bắn hơn Lê Bình luôn hả? Nó bắn hơn Lê Bình chứ sao? Trời ơi, gì dữ không nội, thế vô quốc luôn à. Ok. Để tranh nóng nha, hơi mệt đấy. Thì vô. Ok anh em ơi, thì chỉ còn một ngày nữa là đến tác rồi. Thì bây giờ mình sẽ lì xì trước tác cho anh em luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái số của mình quay kim cương để tặng cho anh em nha. Thì trong mỗi cái video của mình đó anh em, mình có ghi cái link số mình dưới phần bình luận á. Đó anh em ấn vào cái link số á thì nó sẽ ra cái số của mình nha. Thì cái số này là do mình chịu trách nhiệm nên là nó có gì trục trặc á thì anh em cứ liên hệ mình nha. Đó, mình mới nạp tiền túi của mình vào đó. Mình đang còn khoảng 600 ngàn nè. Bây giờ mình sẽ lên mình quay kim cương để mình tặng cho anh em nha. Thì cái số của mình nó mới ra một cái vòng quay mới là vòng quay AK rồng xanh nha. Đó, cái vòng này chỉ với 19.000 thôi. Đó, thì nhân dịp Tết á, cái số của mình nó tăng tỷ lệ nó hữu cực cao nha. Bây giờ mình sẽ quay phát đầu tiên cho anh em xem nè. Đó, hên xui nha. Hy vọng là sẽ được nhiều kim cương. Ô, trời, vừa nói xong luôn ra 4.500 kim cương nè. Ok chưa? Ok, quay tiếp nha. Vậy chỉ với 19 cao thôi đó nha anh em. Cái này rất là lời luôn. Ôi, cái gì đó trời? Cái gì mà nó nổi hữu dữ không nè em? 15.000 kim cương nè. Ok, mới phát thứ hai thôi nha. Rồi mình sẽ quay tiếp. Ôi sao quay không được nữa ta. Chỉ thôi. Hay là mình quay nổ hữu quá nó không cho mình quay nữa ta. Để mình bấm reset lại nha. Trời, nhân phẩm mình đỏ quá anh em ơi. Ok, quay phát thứ ba nha. Ok, ok quay được rồi. Hình như nó thấy nhân phẩm mình tốt quá nó không cho mình quay nữa sao. Ôi đó, có 22 kim cương à. Đậu xanh nó thấy mình nổ hữu ghê quá nó không cho mình quay nữa anh em ơi. Nó không cho mình nổ hữu nữa. Ôi, lại 106 kim cương. Đấy anh em thấy chưa, đậu xanh cái nó mất dạy với trời. Nó thấy mình nổ hữu quá nó không cho mình. Ôi, không phải anh em ơi. 9.999 kim cương nè. Trời, mình tưởng đâu là nó thấy mình nổ hữu quá nó không có cho mình nổ hữu nữa chứ. Ai ngờ vẫn nổ hữu anh em ơi. Đấy thì nó được tăng tỷ lệ nổ hữu cực cao mà anh em. Ôi, 257 kim cương. 19k mà được 257 kim cương là lời đó nha anh em. Đó, nhân dịp Tết coi như là mình lì xì cho anh em mà. Ôi, lại 257 kim cương à. Ok, mình quay phát cuối nha. Mình sẽ qua cái vòng khác mình quay. Hôm nay mình nhiều tiền mà. Ôi ôi, 2.000 kim cương luôn. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một cái vòng khác mình quay cho anh em coi nha. Ok, giờ mình sẽ bấm vào trang chỗ nào mình kiếm một cái vòng quay mới nha. Đó, mình còn 500k luôn mà lo cái gì anh em. Nhân dịp Tết thì mình cứ lì xì cho anh em. Bây giờ mình sẽ kiếm cái vòng nào rẻ rẻ hơn xíu nha. À đây, vòng này 19k cũng như vậy luôn. Đó, thì cái vòng này có thể trúng tới 19.999 kim cương luôn nè anh em thấy chưa. Ok, giờ mình sẽ quay luôn. Đấy, nhiều nhiều kim cương tặng cho nó đã anh em ơi. Ôi, có 19 kim cương dạ. Thì trong cái video này á, anh em nào mà đếm đúng cái số lần hết sọt á thì để... cái gì trời. Anh em thấy chưa, nhân dịp Tết cái số mình đó nó, cái vòng quay nào nó cũng được tăng tỷ lệ nó hữu thấy không. 9.999 kim cương nữa nè. Thôi, mình nghĩ chắc chừng đó đủ kim cương rồi đó. Mình còn khoảng 400 mấy ngàn này mình để dành thôi nha. Ho, anh em thấy nhiều chưa. Bây giờ mình để bấm vô thử rút kim cương thôi nha. Để bao nhiêu kim cương. Trời, mình có 80 trắng. 89.000 kim cương luôn. Đó, thôi đây nè. Anh em nào muốn rút thì chọn cái đây nha. Còn cái số kim cương này thì mình để tặng cho anh em. Đó, anh em chọn này xong anh em nhập ID vào nha. Anh em bấm chữ thực hiện là ok. Thì anh em trong video này á, anh em nào mà đếm đúng số lần hay sọc thì để lại ID game dưới phần bình luận nha. Thì mình sẽ tặng cho mỗi anh em 500 kim cương luôn nha. Ok, thì chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với những trận solo hiện thời của bé Chanh nha. Đậu xanh thằng chú bự nó nói thật anh em ơi. Thằng hai cái chiến ẩn danh này nó bắn ghê thật anh em ạ. Nó bắn mình hai mạng hét cọc rồi nha. Đậu xanh nó rút lọt khẩu lục bạc anh em. Đậu xanh nó ông sót khẩu lục bạc mình đỉnh vãi nồi anh em à. Nó làm mình mặn hai mạng nha. Đó, nó bắn mình bay hai cái mũ rồi. Mà bây giờ mình sẽ từ từ bắn chắc là nhanh. Ô, cái gì trời. Ô, rồi. Gục cái thằng ẩn danh rồi anh em ơi. Bể mẫu nó rồi. Anh em thấy ảo không? Ảo không? Pha đó anh em thấy mình bắn ảo không? Ok, chỉ còn thằng vú bự thôi. Thì cái thằng vú bự thì mình không lo rồi anh em ơi. Chỉ sợ cái thằng này thôi. Nãy nó làm mình hai cái mẫu mình hơi run xíu anh em à. Nhưng mà không sao.
với cái tình của bé Chanh thì anh em hiểu rồi chứ. Thì mình đang hoài hả mày. Ok, hai bạn hát tròn nha. Ok, mình gỡ tỷ số lên 1-2 rồi nha. Thì mình không để anh em thất vọng đâu, anh em yên tâm nha. Ông sốc thằng vũ bự luôn. Ok, nóng thằng vũ bự rồi anh em ơi. Đấy, ok, mình sẽ gần vũ bự luôn nha. Thì trong cái video này á, anh em nhớ đếm cho đúng cái số lần hát tròn nha. Và để lại cái ID game của anh em dưới bình luận á, thì mình sẽ tặng cho mỗi anh em 500 kim cương nha. Ok anh em ơi. À, thanh niên đứng bơm máu. Đứng bơm máu mà. Ồ trời ơi. Nó đứng yên cho mình bắn mà mình cũng rút không vô đầu anh em ạ. Trời ơi, chỉ còn cái thằng ẩn danh thôi anh em ơi, hơi run nha. Từ từ còn cái thằng ẩn danh anh em ạ. Ô từ từ anh em ơi. Thằng ẩn danh này bắn khá là được đó anh em ạ. Cứ từ từ thôi. Ngoài không mày. Đấy, bây giờ mình ông sốt luôn cái thằng này nha. Mình mà ông sốt được pha này là anh em nhớ cho mình một like video đó nha. Ăn sốt vô giá rồi, chết mẹ ông sốt. Ôi. Trời áo anh em, mình bắn đại pha đó luôn á. Trời. Mà hồi nãy mình hơi lỡ miệng nói tục một chữ mẹ nữa mà. Anh em thông cảm cho mình nha. Xin lỗi anh em nhiều. Ok, không sao anh em ơi. Lâu lâu lỡ văn từ anh em ạ. Ok anh em ơi, tỷ số bây giờ 2-2 rồi. Ui, vô đầu luôn kìa anh em. Thế anh em thấy tôi bắn ảo không? Trời. Bắn vậy mà cũng vô đầu được anh em ạ. Trời ơi, ngoài hả, ẩn nhanh. Đấy, bây giờ mình thao tác tay cực nhanh rồi, không sợ gạt luôn nè. Trời ơi, vô bữa nãy chắc mình anh em ơi. Đó, thì anh em nhớ đếm cho đúng cái số lần hay sọc và để lại ID game nha. Ok anh em ơi. Nãy mình ông sốt được pha đá thì anh em nhớ cho mình một like video nha. Ok anh em ơi, còn vô bự thôi, từ từ. Vô bự nó đợi ông sốt mình hay sao anh em, nhảy cho đỡ sợ. Trời. Vô bự ăn ghê thế. Ôi, vô bự TV ông sốt mình luôn anh em ạ. Ok, không sao. Ngoài hả mày. Ôi, giờ tới mình ông sốt mình chấp nó bắn cây chim của kiến luôn nha. Ngoài hả mày đấy, bay cái mũ liền. Thì mình đang mặc cái áo huyền thoại mùa chiến nha anh em. Chắc nhiều anh em không có cái áo huyền thoại giống như mình đâu nhờ. Đó, anh em nào mà có cái áo huyền thoại này điểm danh nha. Mà mình nghĩ chắc không ai có mà nữa thật. Tại vì thường thường anh em, chắc nhiều anh em xem trên kênh của mình là anh em mới chơi á. Ok anh em ơi. Chứ cái này thì anh em phải chơi ngày xưa thì mới có cái áo này nha. Hét tọt. Hai mạng hét tọt nữa nha. Hồi nãy mình nói, thì mình nói vậy chứ không có gì nha anh em. Thì mình cũng nghĩ là chắc nhiều anh em mới chơi game thôi, nên là cái áo này anh em phải chơi hơn khoảng 2 năm thì mới có anh em ạ. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ cầm khẩu này mình ôn sót hai thằng nha. Thì mình có nói gì sai thì anh em thông cảm cho mình nha. Đó, anh em nào yêu mến mình thì chào mình, hỏi mình vài câu dưới đó mình sẽ chào lại anh em nha. Ok anh em ơi, thì giờ mình thôi. Hét tọt. Ui. Qua đó ảo thật anh em ạ. Ok từ. Rồi, mình là sừng trâu nha anh em, không phải sừng nhựa đâu. Quỷ giờ so đàng hoàng nha. Ok, mình ống sốt mình. Ngoài mày ốp. Ủa anh em ơi, anh em thấy cái gì không? Mình bắn phun máu đỏ luôn mà không chết kìa anh em. Ôi từ anh em ơi, nãy giờ nó ép bao mình ngồi kia. Cứ từ thôi anh em ạ. Từ nhảy lương lẹo thôi anh em ơi, mình ống sốt. Ngoài không mày. Ôi vậy mà không mấy trọng nào. Ngoài không mày. Đấy, ống sốt một phần nữa nha. Đấy, bóng đèo rồi nha anh em thấy mình bắn ghê không? Ok anh em ơi, cứ từ thôi anh em ạ. Rồi. Hồi nãy mình có một pha chết nhảm anh em ạ. Tại vì mình bị mấy thằng kia nó phá, nó gọi điện mình á. Nên là mình thua cái mạng chỗ tháp đồng hồ nha. Mình thua nó lên bóng á. Ok, nóc một thằng này, nóc bằng ảnh danh rồi. Trời ơi, ảnh danh này lúc đầu nó bắn hay thật anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình cũng thấy bình thường anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ống sốt thằng vô bự luôn. Đấy, anh em thấy mình ống sốt ghê không? Từ, đây nè, giờ làm hành động hét trọt nè. Anh em qua này nhảy luôn. Nhảy cho đỡ sợ anh em ạ. Ngoài, đấy. Một chùm máu đỏ luôn anh em ạ. Đặng cá bom. Đấy, bá chanh quá là đẳng cấp đấy, từ vị trí của bá chanh anh em. Bây giờ mình sẽ cầm khẩu màu không bỏ bóng này, mình hét sọt hai thằng tiếp nha. Ok anh em ơi, đâu rồi, ra đây bạn nghe. Ra đây bạn ơi, ra đây bá chanh lụm luôn luôn một lần nha. Ok anh em ơi, bắn solo á, anh em đặt kê thiệt là nhanh nên là không có sợ đối thủ nữa. Hét sọt, trời ơi, ảo không? Trời ơi, bắn ông sốt ảo như vậy luôn á. Còn vô bự thôi anh em ơi. Mày không mày, ôi trời bị khượng anh em ạ. Mày, ui, vô đầu rồi mà không chết kiểu nổi. Nên thấy không? Trời. Mày hả mày? Mày hả mày? Ok, không sao. Mà cái pha kia mình bắn vô đầu mà không đủ đam chết anh em à. Ok, tỷ số bây giờ là 6 bóng rồi. Bây giờ mình sẽ cầm hai khẩu Victor, mình hét cái trọt hai này luôn nha. Ok anh em ơi. Ui, đặt kêu ngược ảo không? Ui, thì tới mùng 1 ngày Tết mình sẽ tiếp tục lì xì cho những người anh em nha. Ok anh em ơi. Mày, cái gì trời? À, thấy không? Mình pha này mình chơi không bởi cái chữ anh em ơi, mình đặt cái vòng ra. Đặt cái vòng ra cho nó bắn khỏi trong. Ngoài mày. Trời ơi, vô bự nó ông sốt mình luôn. À, được. Thằng vô bự nó gái gái nhưng mà nó bắn cũng hơi được anh em à. Nhưng mà có điều nó gái quá, lúc nào nó cũng nói là nó là chùm ông sốt thế giới, chùm ông sốt Việt Nam. Nó gái quá anh em ạ. Ok, không sao. Nhưng mà nó vẫn bắn không lại mình đâu. Mày không mày. Ui, cái thằng ẩn danh tới nè. Từ anh em ơi. Mình cay nó nè, anh em coi nè, anh em coi ẩn danh nè. Anh em coi Vũ nó nè. Mày không mày. Gạt luôn từ. Thôi. Gạt lấy mạng hết sọt cho anh em đếm nha. Ok, chỉ còn thằng vô bự thôi. Mình ấu sốt lộ bạo luôn nè. Trời ơi, chết luôn rồi. Thương thế. Ok, thì tỷ số bây giờ là 7-5 rồi nha. Mình ăn hai tụi nó nha anh em.
Thì cảm ơn tất cả những người anh em đã xem hết video này nha. Đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhấn bật cái chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả anh em. Bye bye.